Này á, công ty của Phương Anh đổi mẫu mã mới như thế này, và đặc biệt á là Phương Anh nghe khách hàng muốn là trắng hơn. Thì bên công ty Phương Anh á, thành phần của hũ mới này sẽ có thêm thành phần alpha albutin thì sẽ trắng hơn rất là nhiều. Mọi người sợ nhất là lộ vân, sợ nhất là nó bị bết rít thì mà người ngủ hay đồ này nọ nó dính ra quần áo, ra nệm rất là bất tiện. Còn cái sản phẩm này, cái kem body mềm này trước giờ luôn là khi mà thoa lên là nó thẩm thấu sẽ rất là nhanh. Thẩm thấu nhanh thì sẽ nhanh trắng. Ha, mọi người, mọi người xem thử ha. Cái kem ha. Rồi. Đây mọi người, cái chất kem vẫn là cái mùi thơm, cực kỳ thơm nha mọi người. Đó, rất là thơm luôn. Đây, cái màu kem của chất kem body mềm xưa giờ rất là hot. Sẽ thoa thử cho mọi người xem ha. Và chất kem body mềm đợt này là sẽ mát lạnh. Mọi người đụng vào là mát lạnh luôn. Nhất là mấy bạn sợ, nhất là thời tiết nắng nóng như bây giờ ở Sài Gòn, sợ nhất là cái gì mọi người? Là thoa kem đúng không? Nhưng mà sản phẩm mềm này là thoa là trắng ha. Và nó đặc biệt là nó thấm nhanh, mọi người không cần phải ủ bất cứ cái gì hết, cứ thoa xong là mặc đồ thoải mái cho Phương Anh. Mọi người nhìn chất kem à, thơm hơn, mịn thơm, hơn, cực kỳ thơm. Và dung tích bằng luôn nha. Mọi người bấm vào giỏ hàng mà mua giúp Phương Anh ha. Đúng rồi.